mến chào các bạn đến với chương trình Kuba TV. Hôm nay em muốn giới thiệu với các bạn một sản phẩm do công ty Kuba sản xuất, đó là Manipul Passport, tiếng Việt gọi là tạm gọi là máy ưu điện di động. Trước mặt em là có một hộp mới và màu mới. Trước đây các bạn có hai lựa chọn, đó là màu trắng với màu đỏ, nhưng vì sự mến chuộng của các bạn, công ty đã ra thêm một màu. Em tạm gọi là màu xám đen, nó tự tự giống như màu tro. Em bây giờ sẽ mở ra một hộp mới cho quý vị và các bạn thấy trong hộp gồm có những gì. Ok, em sẽ mở ra. Nếu các bạn order nhận được một cái món quà này thì các bạn nên mở ngay. Em cũng rất là vui khi mở được một hộp một giống như món quà và đồ chơi mới của mình. Trong đây là có một cái bảo hành, lúc các bạn mua thì công ty sẽ cho một năm bảo hành, nhưng quý vị cũng muốn mua thêm thì đây có thể quý vị đặt thêm một năm hay là ba năm, hai năm hay là ba năm. Với trong đây cũng gồm có một cái cẩm nang sử dụng, và đây cái này là cái hộp nhỏ này là cái gọi là cái handpiece. Trong đây rất là giữ kỹ lưỡng cho các bạn, khi mở các bạn nên từ từ mở là tại sợ rớt cái handpiece. Đây trong đây nó giữ rất là gọn với trong cái bao nhựa cho các bạn. Đây là handpiece, it comes, nó có gồm theo cái plank của mình cho với cái máy. Ok, đây trong đây là có hộp điều khiển, một hộp điều khiển ha. Rồi đó, cũng bao bọc lại rất là kỹ lưỡng cho các bạn. Trong đây là một hộp màu mới nè, đẹp không? Em rất là thích màu này. Rồi ở đây nó có cái plastic, nó là holder giữ cái handpiece của mình. Cái này tiện lợi là các bạn chuẩn tay trái hay tay phải, các có thể mình theo ý muốn của mình gắm lên tay trái hay tay phải vô cái control box của mình. Với lại đây ha, đây là một cái adapter, máy sẽ tự động chuyển điện khi các bạn mang ra nước ngoài. Đây là cái adapter. Với trong hộp cũng gồm có một dây điện charging system đó, các bạn thấy không, là đầy đủ cho các bạn ha. Em muốn giới thiệu cho các bạn thấy là đây là mà máy giũ cầm tay, cái handpiece nó rất là nhẹ và cũng rất là tiện lợi cho phụ nữ. Tại ở đây nó có cái rubber này nè, mình cầm ở đây tiện lợi cho các bạn, nhất là làm nail nguyên ngày sẽ không đau và mỏi tay. Rất là nhỏ gọn. Đây nó có cái nút, hai cái nút đỏ và có nút trắng. Cái này là mình close, còn đây là mình mở thì nó sẽ hai màu khác nhau. Rất là dễ để switch cái bit cho mình. Mình chỉ các bạn chỉ bỏ vô, rất là nhẹ tại vì xoay nó rất là dễ đó. Mình nhất là phụ nữ, mình không, tay không có mạnh, mình cũng rất là mở và close cũng rất là dễ dàng đó. Còn đây cái handpiece này á là có cái dây ha, các bạn sẽ có cái đầu chấu nè, các bạn chỉ bỏ vô, cắm vô và xài. Lúc mà các bạn mở hộp ra, tuy là hộp đã có sẵn charge pin sẵn nhưng mà không có full, thì các em muốn recommend các bạn phải charge 2 tiếng trước khi sử dụng. Sau khi 2 tiếng các bạn có thể dùng 8 tới 10 tiếng trong salon. Và đây là nút vặn điều chỉnh, nó vừa là on and off và điều chỉnh tốc độ theo ý muốn, mạnh 30.000 vòng quanh 1 phút. Và đây là một nút nó có thể switch forward hay là reverse, có nghĩa là chạy tới hay là lùi thì tùy theo các bạn sử dụng. Em nghĩ máy rất là gọn. Và đây ở sau này có cái clip, các bạn có thể clip vô cái belt của mình khi mình di chuyển từ bàn nail hay tới ghế spa của mình, rất là tiện lợi. Và cái này nó gọi là cái plastic holder cho cái handpiece, máy giũ cầm tay, thì cái này cũng rất là tiện cho những người nào mà bên trái hay bên phải, tại vì các bạn có thể đổi gắm bên tay trái hay tay phải tùy theo cái comfortable với lại cái comfort của cái tay mình. Em sẽ show các bạn how to, nếu mà các bạn mua về gắm cái này cũng rất là dễ, tại vì mà bên này nó sẽ có hai cái lỗ và đây cũng có hai cái miếng plastic trên đây, các bạn chỉ có bỏ vô
nó, cho nó ăn khớp rồi kéo nó xuống. Đó là các bạn có thể bỏ cái handpiece mình vô, nó rất là tiện. Nhất là các bạn muốn có cái sau đây nó có cái clip nè, các bạn muốn gắn vô cái belt của mình đi từ bàn nail cho tới ghế spa của mình thì nó cũng rất là tiện, nó sẽ không có làm cái handpiece này rớt. Tại các bạn sẽ nhớ rằng cái handpiece rất là quan trọng và mua cũng lại cũng hơi khá mắc tiền, nên mình muốn protect cái handpiece thì mình giữ chắc vô đây thì nó không có rớt. Máy vũ điện di động này di chuyển rất là dễ dàng trong salon, nhưng công ty Cooper có ra một cái cradle cho những ai nail tech nào mà ngồi bàn làm bột nhiều, thì có một cái option cho các bạn, đó là cái cradle rất là đẹp và gọn, rất là nhỏ cũng rất là gọn để cho các bạn giữ trên bàn, để giữ cái hand cái control bar không có lung lay trên bàn, thì em nghĩ nó rất là tiện lợi. Đó, các bạn bỏ lên thì sẽ rất là gọn cho cái bàn của mình. Đây là em muốn cho các bạn thấy. Còn thường thường mình ngồi á, mình để cái bên này thì cái plastic này á, các bạn có thể mua bên này hay là một bên này tùy theo cái tay nào các bạn chuộng hơn. Em thấy cradle với cái máy thì rất là gọn nhẹ và sang trọng, mình nhìn nó cũng sạch sẽ. Nó sẽ một mình có lựa chọn, một là di chuyển ha, để in trên bàn của mình cho nó gọn gàng. Và một cái đặc điểm em cũng rất là thích, đó là một cái feature mà em sẽ cho quý vị biết rằng với cái máy mới thì nó có cái lớp acetone resistant. Em rất là thích là tại vì mình mua một cái máy, mình có invest vô một cái máy cũng khá đáng giá, giá cao, thì mình muốn giữ protect cái máy của mình và giữ nó đẹp và lâu bền, thì công ty Cooper có ra một cái lớp chống, nếu mà mình các bạn có lỡ check một tí nước sơn gì đó trên máy của mình thì các bạn không cần lo, nó sẽ không có làm dơ. Coi nè, quý vị mua một cái máy đẹp nè mà lỡ có nước sơn lên nhìn thấy nó không có đẹp phải không? Nhưng mà nó cái feature này rất là hay, là các bạn có thể chùi được với acetone. Đó, tại mình làm một cái, nói chung mình trong salon thì tay chân mình dơ hay là lỡ có người này drop một miếng polish hay tí gel, tí bột lên thì chùi rất là dễ. Đó, các bạn lấy một tí con bỏ tí acetone vô ha, em sẽ chùi đi. Đó, thấy không? Em chùi đi. Đó, đó, các bạn thấy không? Cái máy vẫn giữ cái độ bóng và nó sẽ không có làm mờ cái lớp cái máy của mình. Đó, chùi sạch đi. Mà em nghĩ lâu lâu á, trong tiệm mình có làm lâu dài thì nói chung nó cũng có tí bám dơ, dầu nè, rồi sơn, rồi gel, bột. Thì nói chung lâu lâu á, quý vị cũng nên lấy một tí acetone chùi đi cho nó bóng và sạch lại. Thì mình giữ cái máy của mình mới và đẹp hơn và giữ cũng được lâu lâu ngày hơn. Nói tóm lại, máy vũ điện di động Mani Pro Passport rất là nhỏ, gọn và dễ xài, không rung, êm dịu. Các bạn chỉ cần charge 2 tiếng, xài 8 tới 10 tiếng. Máy tự động di chuyển điện khi mang ra nước ngoài và cực mạnh, 30.000 vòng quanh một phút. Em rất là thích là tại vì bây giờ các bạn có thể có một màu mới để cho mình lựa chọn. Và cuối cùng, một cái feature mà em cũng vừa làm cho các bạn thấy, đó là acetone resistant, có nghĩa là các bạn có thể lấy acetone chùi lớp sơn, lớp gel hay tí bột lên cái máy của mình sẽ giữ các bạn chùi với acetone thì nó sẽ giữ cái độ bóng và làm cho cái máy của mình giữ lâu và xài bền bỉ hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Em mong quý vị enjoy được cái video này, và mọi thắc mắc hay liên lạc xin gọi số điện thoại trên màn ảnh và hãy lên trang mạng cooperinc.com. Cảm ơn các bạn.